Nhanh lên, tí nữa tôi còn có việc đấy. Nhớ việc của tôi, anh có chịu trách nhiệm được không? Được, tôi mở tờ. Này, tiền đây. Sợi có 20, 100 cơ mà. Mở đơn giản là nhanh như thế, 20.000 là được rồi, còn đòi gì nữa? Hương tránh ra đi. Không được, đã thỏa thuận là 100.000 rồi, chị trả tôi thêm 80.000 đi. Anh định không cho tôi vào nhà à? Này cô, anh bảo 100.000 thì đưa đủ 100.000 cho người ta đi chứ. Chị đưa có 20.000 như thế, sao ổn được? Ui giời, chỉ có 1 phút đồng hồ, 100.000 là quá đắt rồi. Ông thích thì ông đi mà trả. Còn cả cái ông nhà quê này nữa, ông định bị ba. Cái gì nó cũng có giá của nó thôi. Ờ, nhưng mà... Nhưng cái gì mà nhưng? Ông đi về quê mà lừa, ở đây toàn người thông minh thôi, không lừa được ai đâu. Con thấy cô ấy nói đúng rồi bố ạ. 1 phút và 100.000 thì hơi đắt quá. Cô ơi, cô có thể cho cháu mượn chìa khóa một chút được không? Ôi, con nhỏ mà hiểu chuyện phết nhỉ. Nè, đừng có làm hỏng khóa cô nữa đấy nhá. Bố ơi, cho con mượn 100.000. Đây, có 200 làm gì quá. Chú ơi, chú cầm lấy đi. Chú trả lại cô ấy 20.000 đi. 20.000 của cô đây. Chị cầm lại được tiền, mời người khác đến mở khóa. Nhớ gọi người thành phố nhé, chứ người nhà quê thì đắt lắm. Làm người phải giữ chữ tín. Hơn nữa, đừng có bao giờ đánh giá thấp công việc của người khác. Nếu người ta trả chị không xứng đáng, thì chị có muốn làm không? Về con. Nai ren zan zhi de pa xia, you lei bu qing yi de cha.